Chính phủ Philippines đang khẩn trương phòng chống siêu bão Haiyan đổ bộ vào các đảo miền Trung nước này vào hôm nay. Đây là cơn bão thứ 25 đổ bộ Philippines trong năm nay. Các nhà chức trách Philippines đã cho sơ tán người dân ở các khu vực ven biển và đưa ra thông báo khẩn cấp đối với các nhân viên cứu hộ. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng đầu Hội đồng Quản lý và Giảm nguy cơ thảm họa quốc gia, cảnh báo tất cả các cơ quan trực thuộc Hội đồng này ở các tỉnh và thành phố để người dân chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Cơ quan khí quyển, địa vật lý và thiên văn của Philippines cho biết, tâm bão Haiyan ở Thái Bình Dương hiện cách Mindanao khoảng 200 km về phía đông, với sức gió lên tới khoảng 200 km một giờ. Giới chức các khu vực miền Trung đã cho đóng cửa các trường học, chuẩn bị lương thực, lều bạt tạm trú, cũng như đặt lực lượng cứu hộ trong tình trạng báo động. Mục tiêu mà các cơ quan phòng chống thảm họa của khu vực đặt ra là không để xảy ra bất cứ thương vong nào.